Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 12. Trước khi bắt đầu bản tin tối nay thì Minh Vy cũng xin được gửi lời chúc đến quý vị cùng với gia đình. Kính chúc quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh thật an lành và ý nghĩa. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị hãy cùng với Minh Vy điểm qua những nội dung chính trên bản tin kỳ này. GDP đầu người năm 2013 chính thức đạt 1.890 đô la. Phạt tới 100 triệu đồng cho tổ chức dạy nghề không phép, kỳ vọng sẽ thu hút các tổ chức dạy nghề có uy tín. Nhưng trước hết sẽ là nội dung Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các ban ngành gỡ vướng gói 30.000 tỷ đồng trong tháng 3 năm 2014. Thưa quý vị, như đã chia sẻ, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng ngồi lại với các địa phương để tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng trong tháng 3 năm 2014. Đây là nội dung trong dự thảo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Dự thảo do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trình bày có đề cập đến việc Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2014 tình hình triển khai thực hiện gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, việc triển khai phát triển nhà ở xã hội thuộc gói 30.000 tỷ đồng thời gian qua gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là giải ngân còn ở mức khiêm tốn. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2013, 5 ngân hàng thương mại nhà nước đã cam kết cho vay 1.041 khách hàng cá nhân với số tiền là 400 tỷ đồng. Trong đó đã giải ngân cho 1.036 khách hàng với dư nợ 247,5 tỷ đồng. Ký hợp đồng tín dụng với 10 khách hàng là doanh nghiệp với số tiền là 1.110 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 5 khách hàng với số tiền là 153,2 tỷ đồng. Sáng nay ngày 24 tháng 12, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA ký với Chính phủ Việt Nam hai hiệp định vốn vay với tổng mức hơn 46 tỷ yên. Ngày 24 tháng 12, đại diện Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã ký kết hai hiệp định vay vốn ODA có tổng trị giá hơn 46 tỷ yên. Đây là sự kiện ký kết hiệp định vốn vay lần thứ nhất năm tài khóa 2013. Hai hiệp định này nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, bao gồm dự án đường vành đai 3 thành phố Hà Nội, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long. Đây là dự án xây dựng đường cao tốc chạy bao quanh khu vực đô thị của Hà Nội nhằm giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và cải thiện tình hình kết nối với các khu công nghiệp và các địa phương lân cận. Dự án thứ hai là xây dựng nhà ga hành khách số 2 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Theo tuyên bố của JICA, cơ quan này sẽ tiếp tục sử dụng và phát huy một cách hài hòa các loại hình hợp tác ODA, bao gồm vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại để đáp ứng một cách linh hoạt đối với các vấn đề phát triển của Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước, chủ trương của năm 2014 tới đây là tỷ giá sẽ không tăng quá 2%. Đây là thông tin được cơ quan này báo cáo lên Chính phủ vào sáng nay ngày 24 tháng 12. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, tỷ giá năm nay sẽ được xem xét tính toán sao cho vừa đảm bảo hỗ trợ xuất khẩu, vừa đảm bảo không gây áp lực lên lạm phát và chắc chắn tỷ giá sẽ được điều chỉnh không quá 2%. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng tiết lộ nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang đề nghị cơ quan chức năng không điều chỉnh tỷ giá đến cuối năm nay do e ngại đang lãi thành hóa ra lỗ. Trong đó có các doanh nghiệp của ngành xăng dầu và hàng không như Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, Vietnam Airlines, v.v. Theo Ngân hàng Nhà nước thì trong năm 2013, cơ quan này đã chủ động điều chỉnh tỷ giá 1% và cho phép thị trường điều chỉnh thêm 1% nữa. Trong một thông tin khác liên quan đến tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng cho vay đến nay đã là 9,5%, dự kiến đến hết năm 2013 có thể vượt mức tăng trưởng 10%. Thưa quý vị, GDP đầu người của Việt Nam năm 2013 chính thức đạt 1.890 đô la Mỹ, thấp hơn con số 1.960 đô la đã được đưa ra tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, GDP đầu người của Việt Nam đạt 1.890 đô la Mỹ năm 2013. 1.749 đô la Mỹ năm 2012, 1.517 đô la Mỹ năm 2011, 1.273 đô la Mỹ năm 2010. GDP đầu người tăng cao là do Tổng cục Thống kê điều chỉnh lại phần giá trị tăng thêm của khu vực ngân hàng và giá trị tăng thêm của dịch vụ nhà ở tự có của dân cư. Khu vực ngân hàng sau khi được điều chỉnh tăng lên đã đóng góp vào GDP tới 5,36% năm 2013, từ mức 1,82% năm 2012. Trong khi đó, giá trị tăng thêm của dịch vụ nhà ở tự có của dân cư trong năm 2013 là 3,96% GDP. Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, kỳ này chúng tôi muốn nhắc đến con số 100 triệu đồng. Đây là mức phạt cao nhất cho những tổ chức dạy nghề không phép.
Nghị định 148 mới ban hành quy định những tổ chức dạy nghề không phép ở trình độ sơ cấp có thể bị phạt 60 triệu đồng, ở trình độ trung cấp phạt 80 triệu đồng, còn mức phạt nếu dạy nghề không phép cho trình độ cao đẳng là 100 triệu đồng. Quy định mới cũng sẽ xử phạt những cơ sở dạy nghề bố trí lượng học sinh sinh viên trong một lớp học vượt quá quy định, sử dụng giáo viên giảng viên dạy thêm giờ vượt quá 50% số giờ tiêu chuẩn của năm học, hoặc hành vi sử dụng giấy chứng nhận trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia giả mạo. Những vi phạm nghiêm trọng có thể bị thu hồi quyết định thành lập cơ sở dạy nghề, buộc đình chỉ hoạt động đào tạo nghề, buộc khôi phục quyền lợi học tập cho người học, hoàn trả học phí cho người học. Xin được chuyển sang nội dung tiếp theo, mọi hoạt động kinh tế đều phải có chế tài. Ngành dạy nghề cũng là một trong những ngành tăng trưởng khá nhanh ở các thành phố lớn. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 370 cơ sở dạy nghề, nhưng không phải tất cả đều được trang bị đầy đủ phương tiện vật chất và nhân lực. Vậy mức phạt 100 triệu đồng liệu có mang đủ tính răn đe? Tất nhiên thì khi cái nghị định này ra đời thì nó cũng có cái mức để mà làm cho người ta phải nhắc nhở rằng các trường khi vi phạm thì cũng sẽ bị phạt. Còn cái mức phạt như thế nào thì tôi đánh giá mức phạt này trước mắt là nó vừa phải. Vì thật ra trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề khi chúng ta bị phạt mà được các cơ quan thông tin đưa tin thì cái vi phạm đó nó còn nặng hơn là cái mức tiền. Vì học sinh họ sẽ nhìn vào và phụ huynh họ sẽ nhìn vào cái ngôi trường đó, họ cảm thấy là được đánh giá vi phạm họ sẽ không theo học nữa và sự thiệt hại của nhà trường nó nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có e ngại cho rằng đầu tư cho trường nghề hiện khá tốn kém, chủ yếu ở khâu hạ tầng và thiết bị máy móc giảng dạy. Vậy nên nếu chế tài quá ngặt nghèo có thể khiến hoạt động đào tạo nghề ngày một teo tóp đi. Theo vị đại diện của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh thì điều này cũng có thể xảy ra, nhưng về lâu dài, hoạt động đào tạo nghề sẽ quy củ hơn và thực sự thu hút những tổ chức đầy đủ năng lực và uy tín tham gia. Tôi nghĩ trước tiên nó sẽ làm cho những cái chương trình đào tạo không phù hợp, hoặc là những cái trường dạy nghề mà không đầu tư theo đúng cái quy định pháp luật của nhà nước, hay là anh chạy theo cái số lượng, anh chạy theo cái thành tích, anh chạy theo thương mại hóa sẽ phải tự điều chỉnh lại. Cái mừng nữa là cái người học họ cũng sẽ có điều kiện để họ chọn lọc cái trường, họ có những nơi họ phản ảnh, những cơ quan để họ phản ảnh những điều sai trái để có thể giúp cho nhà nước tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề. Và cái thứ ba thì tất nhiên thì bao giờ cũng vậy, khi mà có những hạn chế thì những cái đơn vị mà không làm đúng quy định thì có thể sẽ đi đến giải thể và không đủ sức để đứng trên thị trường nữa, thì chúng ta sẽ có được sự tin tưởng của những nhiều cơ quan khác hoặc nhiều pháp nhân khác họ sẽ đầu tư lĩnh vực dạy nghề. Xin được chuyển sang diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường đồng loạt quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 12. Các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao vẫn là tâm điểm của thị trường với lực hút dòng tiền khá mạnh. Tuy nhiên, đà giảm của nhóm Blue Chips lại là nguyên nhân chính khiến cho thị trường không có thêm một phiên tăng điểm nữa. Không còn sắc xanh của phiên liền trước, VN-Index đã khởi đầu phiên tăng nhẹ chỉ trong ít phút, sau đó thì lùi hẳn về xu thế giảm. Hàng loạt các cổ phiếu có vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ đã khiến cho thị trường khó có thể tích cực trở lại. Các cổ phiếu đầu cơ tiếp tục thu hút dòng tiền khi được giao dịch với khối lượng lớn. Cổ phiếu FLC của tập đoàn FLC và HAR của bất động sản An Dương Thảo Điền bị bán sàn mạnh ngay từ đầu phiên. Trong phiên giao dịch buổi chiều, VN-Index tiếp tục xu thế giảm điểm. Các cổ phiếu chủ chốt như Masan, GAS hay Vincom đều đồng loạt giảm, càng làm cho tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Mặc dù vậy, đối với cổ phiếu FLC được mua mạnh trở lại và đẩy lên mức giá trần 11.000 đồng một cổ phiếu khi khép phiên giao dịch, khối lượng khớp lệnh của mã này hôm nay lên đến 13 triệu đơn vị. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 0,6% xuống còn 505,62 điểm. Giá trị giao dịch toàn sàn đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Còn tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng có xu thế giảm dần về cuối phiên. Tuy nhiên, đáng chú ý ở các mã đầu cơ như PVX của xây lắp dầu khí và SHN của đầu tư tổng hợp Hà Nội lại có lượng dư mua trần khá lớn. Trong phiên ngày hôm nay, số lượng mã giảm chiếm ưu thế so với số mã tăng giá. Chốt phiên HNX Index giảm 0,3% còn 68,12 điểm, thanh khoản đạt hơn 600 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đã chiếm hơn 30%. Về phía giao dịch của khối ngoại, động thái mua ròng được thực hiện trên cả hai sàn trong ngày hôm nay. Trong đó, mua ròng lần lượt là 50 tỷ đồng tại sàn HOSE và 6 tỷ đồng tại sàn Hà Nội. Khép lại phần đầu, Minh Vy xin mời quý vị đến với phần 2 bản tin FPT Việt Nam. Hội nghị toán học quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 80 nhà toán học quốc tế tham dự.
Doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến biện pháp phòng vệ thương mại khoa học từ các nước Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ, trao đổi ý tưởng trình bày các công trình nghiên cứu của mình.